Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, vào tối 16 tháng 8, tại một quán bar trên phố Phó Đức Chính bất ngờ xảy ra cháy dữ dội. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng 114. Song song với đó, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở đã thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu. Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động hàng loạt xe chữa cháy, huy động nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy cứu nạn. Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo, có chứa các vật liệu dễ cháy đã khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh. Đến 22 giờ cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy. Ông Chiến thông tin để đề phòng cháy lan gây thiệt hại về người. Trước đó, chính quyền đã di tản người dân sống xung quanh khu vực gần hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Liên quan đến vụ cháy trên, người dân chứng kiến sự việc cho biết thời điểm xảy ra cháy, họ thấy lửa bùng lên từ tầng 2 của quán bar. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Do lửa xuất phát từ tầng cao, tiếp cận từ tầng 1 gặp nhiều khó khăn nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động xe máy xúc để phá cửa, phá tường. Tại hiện trường, 3 người bị thương được đưa ra khỏi đám cháy, trong đó một lính cứu hỏa bị thương ở chân, một chiến sĩ bị ngạt khói, khoảng 100 người dân sống xung quanh được hướng dẫn sơ tán vì khói. Ban chỉ huy công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đội cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, cố ý lái xe hất cô gái lên nắp capo. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xác định sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 8 trên đường Đông Hồ thuộc phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe ô tô màu đỏ biển kiểm soát 51H70000 có biểu hiện say xỉn. Thời điểm này, một cô gái đứng trước ô tô xưng chú con với người đàn ông, đồng thời yêu cầu tài xế không được bỏ đi. Chú đừng có bỏ đi, chú mở xe chú chửi tụi con, chú uống rượu rồi, chú xỉn rồi, cô gái nói trong clip. Ngay sau đó, người đàn ông ngồi trong ô tô lớn tiếng và lái xe lao về phía trước, đồng thời hất cô gái lên nắp capo rồi lao đi. Trước hành động bất thường của tài xế, cô lớn tiếng kêu cứu, van xin người đàn ông bỏ qua, nhưng người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục lái xe. Cũng theo clip ghi lại, đi một đoạn đường, người đàn ông mới dừng xe. Cô gái sau đó đến công an phường 8 trình báo, còn người đàn ông bỏ về. Đoạn chia sẻ và clip này sau khi xuất hiện đã nhận được sự quan tâm và lan truyền nhanh chóng. Chị Phạm Thị Thúy Vân, 28 tuổi, tạm trú quận Tân Phú, xác nhận là người nằm trên nắp capo và quay clip đăng lên mạng xã hội. Theo chị Vân, khoảng 2 giờ ngày 15 tháng 8, có dựng xe dưới lòng đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình để mua bánh mì. Còn bạn của chị vẫn ngồi trên xe. Một lúc sau, ô tô 4 chỗ màu sẫm, biển số 51H70000 do một người đàn ông chạy tới nên bạn chị nhường đường, lùi xe máy vào trong để ô tô đi qua. Nhưng tài xế này lại bóp còi, mở cửa kính và xảy ra tranh cãi. Theo chị Vân, người đàn ông với biểu hiện có hơi men, chửi bới, lăng mạ và có hành vi thách thức khi chị gọi công an đến. Khi chị gọi công an thì người đàn ông đó lại lên xe. Vì bị mạt sát vô lý, nghi người kia có hơi men khi điều khiển ô tô nên chị Vân cùng bạn muốn giữ tài xế này lại bằng cách đứng trước đầu ô tô, cầm điện thoại quay clip và chờ gọi công an đến giải quyết. Tuy nhiên, tài xế này vẫn nhấn ga khiến chị Vân bị văng lên nắp capo ô tô và chạy với tốc độ rất nhanh. Cũng theo chị Vân, do suy nghĩ tài xế sẽ không dám chạy xe đẩy mình đi như vậy nên chị đã bám trên cần gạt mưa. Lúc người đàn ông có dừng lại, chỉ tay kêu đi xuống. Do quá sợ hãi và tay bị kẹt nên chị không xuống được và xe chạy tiếp. Chị Vân cho biết khi xe đến khu vực đường Lý Thường Kiệt, đoạn giao với Lạc Long Quân thì dừng lại. Lúc này, chị té xuống đường và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào vệ đường hỏi han. May mắn, vụ việc không khiến chị bị thương. Ông Lê Huỳnh Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 8, quận Tân Bình xác nhận có sự việc va chạm giao thông trên. Ông Thanh cũng cho biết thêm, hiện tại Công an phường 8, quận Tân Bình đã liên hệ mời các bên vào sáng 16 tháng 8 lên làm việc. Được biết, tài xế ô tô hiện ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo xác minh, chủ sở hữu chiếc xe này là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Cường, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này do ông NMD sinh năm 1978 làm đại diện pháp luật. Chiều 15 tháng 8, Công an thành phố Hạ Long đã làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin sai lệch về việc sơn lá cờ Tổ quốc tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 4 năm 2020, anh TGN, trú tổ 11, khu 3, phường Yết Kiêu, xây dựng nhà ở tại phường Yết Kiêu và có sơn phủ bức tường phía bên phải bằng sơn đỏ, có hình ngôi sao vàng 5 cánh. Sau khi ngày ngôi nhà lan truyền trên mạng Facebook, cán bộ phụ trách văn hóa của Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu đã gặp gỡ, trao đổi các quy định của pháp luật về kích cỡ, hình thức, hình ảnh cờ Tổ quốc và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hình ảnh cờ Tổ quốc. Nhận thức được sự việc, anh TGN đã tự nguyện sử dụng sơn đỏ phủ lên hình ảnh ngôi sao vàng 5 cánh trên bức tường. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống tại địa phương, anh Tạ Minh Tê có nghe chuyện về công trình nhà ở của anh N có sơn tường nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh, sau đó phải sơn phủ lên hình ảnh ngôi sao. Mặc dù chưa hiểu rõ bản chất và không trực tiếp chứng kiến sự việc, cũng như không kiểm chứng thông tin, ngày 13 tháng 8 năm 2024, anh Tê đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung "Một người em vẽ lá cờ Tổ quốc lên bức tường nhà, tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu bắt xóa bỏ. Chủ nhà đang thắc mắc việc làm trên có vi phạm pháp luật gì không, muốn được giải trình bằng văn bản mà cán bộ chưa đưa ra." Bài viết trên đã bị nhiều đối tượng trên mạng xã hội sao chép, đăng tải lại, cắt ghép nội dung, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ có nội dung trái chiều, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với anh Tạ Minh Tê, giải thích về các quy định cung cấp thông tin trên không gian mạng và các quy định của pháp luật về sử dụng cờ Tổ quốc, hình ảnh cờ Tổ quốc. Anh Tạ Minh Tê cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của địa phương nơi cư trú, có trách nhiệm đăng tải thông tin đính chính để ổn định tình hình dư luận. Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, tiếp tục xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch về sự việc này, kiên quyết không để những đối tượng xấu sử dụng tin giả gây hoang mang trong cộng đồng. Yêu cầu các trang mạng xã hội, tài khoản Facebook gỡ bỏ các thông tin, bài viết không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng. Liên quan đến vụ việc, ông Lê Công Ích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận có việc cán bộ phường vận động một người dân xóa hình cờ Tổ quốc được sơn trên tường. Tuy nhiên, sự việc xảy ra từ năm 2020, lý do cán bộ vận động người dân xóa vì sợ lâu ngày hình sơn xuống cấp bạc màu làm mất hình ảnh. Ông Ích cũng cho biết, "Chúng tôi sợ mưa bão làm hình ảnh lá cờ vẽ trên tường bị phai mờ nên cán bộ địa phương vận động gia đình xóa bỏ và gia đình đã tự xóa bỏ lá cờ trên bức tường." Cũng theo ông Ích, hiện nay hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vẽ trên bức tường không còn. Thời điểm đó, người dân cũng không có ý kiến gì, không hiểu tại sao nay lại được nhắc lại. Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, người dân ở nhiều tỉnh thành hưởng ứng trào lưu, biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc, thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc, chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều gia đình tận dụng luôn mái tôn màu đỏ sẵn có, dùng thước dây đo và vẽ hình ngôi sao, rồi sơn màu vàng kín hình ngôi sao này là hoàn thành quốc kỳ. Với mái nhà không dùng tôn đỏ, có những gia chủ chịu chơi, vẽ kín phần mái hình ảnh lá cờ Tổ quốc với nền đỏ và ngôi sao vàng 5 cánh. Không ít người còn thực hiện bức vẽ lên mái ngói, mái lợp fibro xi măng, thậm chí cả cửa cuốn. Điều cư dân mạng luôn nhắc nhở nhau khi hưởng ứng trào lưu biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc là phải chú ý giữ an toàn khi leo lên mái nhà. Chỉ nên thực hiện trong những ngày thời tiết nắng đẹp, tránh những ngày trời mưa, mái nhà có thể bị rêu mốc, gây trơn trượt, nguy hiểm. Thời gian qua, mạng xã hội đã bàn luận về các văn bằng và luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Trường Đại học Luật Hà Nội cũng từng lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, học viên Vương Tấn Việt sinh năm 1959, trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh, đã tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học ngành Luật năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội, văn bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học. Về thời gian đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, theo Trường Đại học Luật Hà Nội, tháng 11 năm 2019, ông Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh và tới ngày 9 tháng 12 năm 2021, ông Việt bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, ông Việt được cấp bằng tiến sĩ. Đó là lý giải của Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng nhiều người không tin đó là sự thật. Hay nói một cách khác, Trường Đại học Luật Hà Nội có thể đã không chịu nói rõ sự thật về quá trình học của ông Vương Tấn Việt. Trả lời báo chí về trường hợp của ông Việt, ông Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ thực hiện theo kết luận, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Về luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập, thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ sẽ tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện. Tại sao phải lập Hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt khi mà bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của ông là giả? Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Việc tiếp tục xác minh văn bằng bổ túc cấp 3 giả của ông Vương Tấn Việt là cần thiết, phải làm ngay. Cách làm không có gì khó, chỉ cần xem hồ sơ nhập học vào Trường Đại học Luật Hà Nội của ông Vương Tấn Việt là rõ ngay. Nếu hồ sơ bị tẩu tán, thất lạc thì công an vào cuộc điều tra. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, nếu phát hiện sử dụng bằng giả thì văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ. Sau đó là làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc này. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, có nhiều chuyên gia lên tiếng về chất lượng học thuật trong luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, nhưng việc thẩm định chỉ cần thiết khi quá trình học cử nhân và làm nghiên cứu sinh của ông Việt thực hiện bình thường, không có sai phạm. Còn sử dụng bằng giả thì việc gì phải thẩm định cho mất thì giờ vô ích. Chẳng lẽ ông Vương Tấn Việt sử dụng bằng giả, không học cấp 3 bổ túc văn hóa, nhưng Hội đồng thẩm định luận án tiến sĩ kết luận luận án đạt chất lượng thì cũng công nhận ông là tiến sĩ hay sao?